Okay. Sao đi chậm dữ vậy? Thôi đi bộ đi. À, cái con người trên điều khiển kìa. Chỉnh tốc độ được mà. Cho an toàn, an ninh đấy con. Đây có được cổng lên này, chị lên nữa không ạ? Ăn ở đâu? Lên kia cũng được, lên kia lên cũng được. Con ơi, đừng có đụng vô, nó đổ một cái là đem về hết đó con. Nhìn, mi, nhìn không đụng chạm gì cũng. Chị có mua bộ nhiêu trên 1 năm đấy chị ơi? Hả? Mua cái bộ ở đây đã đỏ này nằm nè. Cái bỏ ra là mình nướng, mình rút thôi. Giờ mình đi mấy người ạ? 6 người. 4 người lớn anh. Đo hả? Ờ, có đo luôn. Dạ, ba luôn rồi. Sao chị biết thế? Dạ, cái này em. Dạ, người lớn hả? Đo vậy có mở dài ra đo cho chính xác không? Bé nó mang giày hết 5 phân rồi đó em. Nó muốn mà đo muốn chuẩn. Trời ơi, chi phiền hà quá. Đo phải đo bao tử thì chính xác hơn. Rồi, cảm ơn nhiều.
rồi bé đó em sẽ free. À. Em bé đó em sẽ free, còn mấy em sẽ có 30% cái tiền rồi đó. Đúng rồi. Thôi chị cứ đóng rồi làm sao? Là con ăn 30%. À bên đó. Con chu vô không được.